FB Trịnh Kim Tiến 24/2/2018 nhà báo Đoan Trang vừa về đến nhà riêng. Chị gọi điện thoại cho tôi trong bóng tối, điện và internet trong nhà đều đã bị cắt. Hết. Trang nói họ tạm để chị về, sẽ tiếp tục lên làm việc trong những ngày tới. Phía an ninh nói với Trang rằng chị đừng mong ra khỏi nhà dù chỉ một bước chân, hiện người của họ đã bao vây khắp chung cư chị ở. Trang nói với tôi có lẽ họ chuẩn bị bắt giam chị. Hôm nay chị bị đưa đến A92, số 3 phố Nguyễn Gia Thiểu, trụ sở tiếp dân của cơ quan an ninh Bộ Công an. Họ ép chị phải ký nhận những bài phỏng vấn từ năm 2015, những thứ chị không còn chút ấn tượng. An ninh muốn biết chị in sách chính trị bình dân ở đâu, in ra sao, một bên ép, một bên không có gì để nói, cứ như vậy từ trưa cho đến bây giờ. Nhà báo kể lại việc bị đưa đi vào trưa nay, chị nói an ninh lừa mẹ chị, họ là người của EU đến thăm. Khi mẹ chị vừa mở cửa thì họ xông vào nhà. Chị nói nếu mà mẹ chị không mở, có khi hôm nay cả chục người sẵn sàng phá cửa để lôi chị đi. Họ đang rất muốn bắt chị rồi. Đây là bao vây, triệu tập liên tục, gây sức ép trước khi muốn bắt người, Trang cho biết. Chị bảo ngồi trong đó lạnh với đau buốt chân, đầu gối của chị nhức lắm. Vết thương mà họ đánh chị, có lẽ cả đời cũng không thể lành. Để chị lên nhà, họ không quên đe dọa, muốn lớn chuyện thì sẽ cho lớn chuyện, đừng mong sẽ đi đâu được, ở yên đấy đi và sắp tới ngoan ngoãn mà lên làm việc. Mời đọc lại, nhà báo Phạm Đoan Trang bị an ninh mời đi vì chính trị